Nghe học bài gì nhỉ? Con này Khánh ơi. Hả? Cậu đi học kiểu gì mà cậu mặc áo không cổ lại còn phải đặt đi khăn quàng nữa. Áo không cổ đeo còn làm cái gì? Cậu nhìn lại cậu đi, xem cậu có mặc áo không cổ không? Ừ, cái cổ của cậu cũng đâu có cổ đâu. Đấy là tớ quên thôi. Nào em trật tự nào, Rồi, các em không phải là sách vở ta. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em đi ra ngoài thám phá thế giới bên ngoài để các em áp dụng để làm bài thi nhá. Rồi, đứng lên đi theo thầy nào. Let's go. Đi. Vâng. Đi thôi. Ê, thấy gì không? Thấy gì đâu thầy? Gì đâu? Cái cậu này. Em nhầm. Ôi bị. Cái cô này nữa. Tôi là thầy giáo, Đúng rồi, không biết cái gì là What? Không biết thầy gì em đi đâu. Đúng rồi. Cả cái cô này nữa. Hay các tôi là thầy giáo hay tôi là thầy giáo đây? Tôi là thầy giáo nên các em phải đứng sau tôi để tôi còn chỉ các em chứ. Vâng. Ui, tôi ngang hàng phải lớn với các em à. Trên cái đời gì? Đấy, các em quan sát đi. Thì các em áp dụng cái này vào làm bài thi này. Đây là một mô hình nhá. Đấy, các em đi theo tôi. Các em sẽ đến một mô hình tiếp theo. Đấy, dưới các nước. Em cho thầy biết dưới nước có sinh vật gì. Kể tiếp cho thầy nghe xem nào. Em ạ. Thầy mời Hằng. Em cho thầy là có cua, có ốc, có cá, có tôm, có bạch tuộc, có ruốc, có ăn mực. Hết rồi ạ. Hết rồi thầy ạ. Thiếu, thiếu, cậu nói thế vẫn thiếu. Thầy ơi, em có biết thêm những con trâu, bò, gà, lợn, rắn. Cậu này. Dạ. Đấy, xuống làm gì có mấy con bò, trâu, lợn, gà đấy. Đấy là gia súc, gia cầm. Chỉ ở trên cạn đó chứ ai ở dưới suối bao giờ không? Thiếu. Con chuồn chuồn này, bướm này, bọ, muỗi này, rán này, con bọ hung này, con... Em rồi thầy ạ. Đấy là những con côn trùng, những con biết bay. Thôi, bây giờ chúng mình về lớp áp dụng những cái kiến thức mà thầy cho tham khảo đấy để về làm bài thi nhá. Vâng. Về thôi. Đấy, các em hãy áp dụng những thứ bên ngoài mà tôi vừa cho các em đi tham quan đấy. Các em áp dụng vào để làm mô hình. Ai mà làm đẹp nhất, tôi sẽ đưa bài thi đấy cho đi thi tỉnh nhá. Yeah. Rồi các em làm đi. Các em hãy áp dụng để trang trí lớp học. Vâng. Mô hình á? Cậu làm mô hình gì ấy? Vừa rồi ấy, thầy dẫn bọn mình đi xem mô hình ở chuồng ngan, chuồng gà, chuồng vịt. Bây giờ tớ sẽ làm chuồng heo đi. Chuồng heo á? Mô hình chuồng heo này cậu bị loại là cái chắc rồi. Chẳng ai mang mô hình chuồng heo đi mà thì thi. Loại là loại nào? Còn tớ sẽ làm mô hình chuồng cá. Chứ có bể cá đâu chứ. Đúng rồi. Ừ, bể cá tớ nhầm. Thế thì Khanh làm bể cá thì tớ sẽ làm biển cả đi. Biển cả mênh mông nó to hơn bể cá. Biển. Thế tớ để nó làm một rừng xanh để cho nó bao la bát ngát, cho nó bảo vệ không khí trong lành. Thế cậu vừa bảo làm chuồng heo. Chuồng heo đấy là tớ nói nhầm. Chuồng heo cậu vừa nói bảo ai làm chuồng heo lên nớp. Bây giờ tớ sẽ làm con cá trước. Mô hình con cá của tớ sẽ như thế này nè. Đấy, các cậu thấy con cá của tớ đẹp chưa? Đấy, cá đâu cậu? Cá này. Đi ra đi, cái cục gì ở con cá? Cậu bị nhầm chưa? Không? Tớ đổi rồi. Tớ thấy cậu làm cá rồi thì tớ đổi sang. Tớ làm các con côn trùng cũng được. Bể côn trùng. À đúng rồi, côn trùng là sẽ bao gồm cả nhện, cả chuồn chuồn đúng không? Đúng rồi. Thế con cún à? Ở trong rừng của cậu có những con vật gì không? Con vật phải có hiêu cao cổ. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái lá này vào. Một cái lá. Mình sẽ dính mắt con cá này vào. Mình đã tô màu xong rồi. Đấy, mình đã có một bộ sưu tập cá và rong biển rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra sóng biển nhá. Đây, mình sẽ gắn cái này vào. Đây, tạo thành những sóng biển như thế này các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ phải thể hiện cái khả năng vẽ của mình nha các bạn. Đây là cây cổ thụ. Phía dưới có một cái cành nhỏ nhỏ chia ra đi. Mình sẽ dùng cái này để làm những cái cây cỏ nhỏ bên dưới. Những cây cỏ sao mà đây các bạn ạ. Cô làm mì tô phiên bản 3D à? Tốt thế. Sóng biển của tớ đấy.
hội nhìn của tớ này, của tớ mới được đi thi tỉnh. Nhìn có khác gì cái đống rơm phiên bản màu sắc đâu. Đại dương là phải có hải sản các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gắn hải sản lên đây. Đấy, đầu tiên là một con cá mập khổng lồ, một con bạch tuộc. Rồi mình đã dán cá mập vào đây rồi. Giờ mình dán nốt cái mặt trước của cái lọ này là xong. Mình tô thêm một tí ở ngoài khung này nữa cho nên sặc sỡ. Đấy, xong rồi đấy. Uầy, của mình mô hình nhìn đẹp thế không biết được. Bây giờ mang cho thầy giáo chấm điểm thôi. Yeah. Thầy ơi, thầy chấm điểm đi. Của em đây ạ, bức tranh của em. À, mô hình của em là mô hình đại dương mênh mông, sóng biển dập dềnh. Wow. À, cũng đẹp đấy. Thế con này là con gì đây hả em? Sao nó tóc này cong cong này? Đây là con cá soi đèn thầy ạ. Cá soi đèn à? Đây này, thầy không thấy cái đèn đằng trước này. Biết rồi. Nhìn sơ qua cái mô hình này đẹp đấy. Đầy đủ, chặt chội, đẹp, đông đủ nhiều cá. Mô hình này được 7 điểm. 7 điểm nữa rồi. 8 điểm. 8 điểm. 8 điểm. Yeah. Điểm của em này ơi. Của em là đây là mô hình cây xanh. Nhìn động kinh rồi em. Rồi. Trên này. Này nó có sư tử mà. Sư tử đâu đây? Thầy đang nhìn kiểu gì đấy? Con gì đây em? Khỉ đột đấy thầy. Thầy nhìn kiểu gì mà sư tử đấy? Đột à. Đeo kính ngồi lõi này mà thầy. Thôi được rồi, con sư tử này không nên trèo lên cây đâu. Cái rừng này như là gọi là rừng đột biến à. Họa cây cối khỉ đột, thiêu co cổ nhìn trông lạ thế này. Con thiêu co cổ gì mà màu sắc này. Đeo bót à? Cái mô hình này được 4 điểm. Đứng nhanh đi thầy. À, bức tranh này đẹp đấy. Đây là lọ côn trùng. Lọ côn trùng à, đẹp. Đấy, đẹp đấy thầy ơi. Không màu nữa à? Vâng. Sáng tạo thế. Bông hoa này. Cây lá hoa. Con nhái này. Con chim sâu tàn tạt này. Con bộ hung thế á? À, bộ hung à? Không phải con nhái à? Cái mô hình này được 9,5 điểm. Yeah. Yeah. Thế là ai thắng ở đây? Thầy sẽ chọn bức tranh này đi thi tỉnh nhá các em nhá. Bức tranh của em à? Bức tranh của các em cũng rất là đẹp. Các em đã cố gắng hết sức rồi thì thầy cũng sẽ lấy bức tranh này để trang trí lớp. Bây giờ thầy. Bây giờ chúng mình đi trang trí lớp thôi. À. Mai thứ tư. Khanh hôm nay bị trừ 2 điểm vì tội không mặc áo cổ nhá. Đi thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.